cho đàng hoàng nha. Ừ, ốm lắm rồi đó. Lo mang vô, thiếu thì ăn thì gọi cho tao, tao gửi tiền lên cho. Ở đây, cướp giật này kia lừa đảo nó nhiều, cửa nẻo ra đường cẩn thận, không có như dưới quê, biết chưa? Tao dặn thì nhớ đó. Tìm cái này nè, tao đưa hết đó, nhà mới bán con heo, ráng mà giữ cho cẩn thận. Dạ, má yên tâm đi, con má giỏi lắm, con tự lo cho mình. Thôi đi con hai, tôi nuôi con mười mấy năm mà tôi còn không biết hả? Thằng gái con đứa trên đây có một mình, sao tôi yên tâm cho nổi. À, đi thôi chị ơi. Dạ. Thôi tao đi á, có gì gọi điện cho tao. Chào em. Chị tên là Thu Hằng, chị đến từ hội tình nguyện đây em. Chị đang tham gia phong trào thu thập chữ ký để ủng hộ giúp trẻ em nghèo vùng bão lụt miền Trung á. Thì em có thể vui lòng cho chị một ít thông tin và chữ ký, số điện thoại vào cái danh sách này được không? Ai cũng phải ký hả chị? Ừ, chỉ là thế thông tin thôi mà em, lấy thông tin và chữ ký thôi. Dạ. Em đã cho chị chữ ký và thông tin ở đây rồi, thì em có thể mua chiếc bình xăm này nhé, để chị về ăn nói với cả. Không mua được không chị? Ủa, sao kỳ vậy em? Em đã cho chị thông tin chữ ký rồi, cả số điện thoại ở đây nữa. Ừ, trời ơi, mình làm từ thiện mà em, chỉ có bình xăm nhỏ nhỏ thôi mà. Dạ, vậy em hối chị một vịt nha. Ừ, bao nhiêu tiền rồi chị? 50.000 em. Dạ. Thank you.
Mua sữa hạt sen không em? Sữa hạt sen vừa rẻ vừa ngon, lại tốt cho vòng một nữa đó em. Dạ. Câu lạc bộ kết nối của tụi chị đang tổ chức bán sữa này á, gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo đó em. Mua ủng hộ đi em. Câu lạc bộ gì đó ạ? Câu lạc bộ kết nối đây em. Hả? Đừng, em không biết câu lạc bộ kết nối nha. Dạ không chị ơi, em là tân sinh viên. Chị giới thiệu cho em về câu lạc bộ đó nha. Ừ, đúng rồi đó, có biết. Câu lạc bộ kết nối là câu lạc bộ mà. À mà thôi, để chị dẫn em đi gặp chị chủ nhiệm câu lạc bộ này nhé. Chị ấy sẽ giới thiệu cho em rõ về ngôi nhà hết sức là dễ thương này. Em đi theo chị nhé. Dạ. Vâng, vậy gì nữa, mình đi thôi. Dạ dạ. Không ngờ trường mình lại có những câu lạc bộ hay vậy ha. Trời ơi, gì chứ câu lạc bộ trường mình hả, quá trời câu lạc bộ hay mà. Từ từ rồi chị sẽ dẫn em đi coi mắt các câu lạc bộ trường mình, chịu không? Chịu. Uống nước đi em. Dạ. À nhưng mà bây giờ chị phải đi học rồi, chị hẹn gặp em sau nhé. Dạ, chị tạm biệt chị. Ừ. Anh là chị ơi. Chị tên gì vậy? Dragging on, your heart's been broken. As we all go down in history. Ủa, chị là ai vậy? Vâng, chị nè, Xuân nè. À, chị Xuân hả? Sao trông chị khác vậy? Khác gì? Chị Nhi đi học thì chị phải ngay lúc đi bán hàng rồi. Hôm nay đi học mưa không? Không sao đâu mà, hôm nay chị sẽ dẫn em đi thăm các câu lạc bộ khác, ba vui luôn. Vậy không chị? Dĩ nhiên, mình đi nhé. Dạ. Rồi, đang trong trường luôn nè. Vô liền nè. Đi thôi bé. Đi đâu vậy chị? Đi tới nơi chỉ có chỗ cho những tiếng cười, những điều bất ngờ. Thầy nói chung nè, đến đâu tôi biết. Đấy, dạ. Còn đến này con dạ hoài à. Thôi, quá hạn đi má.
rồi những ngày sau đó, tôi tìm thấy những nụ cười khác nữa của mình. Tôi có thêm những thứ để thưởng thức vào mỗi tháng thứ năm nhàn rỗi. Tôi có thêm những người bạn mới. Tuy không được bình thường cho lắm, nhưng họ đều rất dễ thương, tốt bụng và đặc biệt kỳ lạ lắm. Quanh người họ dường như cứ mãi miết phát ra một thứ hào quang nào đó ấm áp lắm. Nó không khô đi những đau thương, nó không khô đi cả những giọt nước mắt nhớ nhà cũng thành đêm dày xéo tôi nữa. Họ cười rất vui vẻ, họ luôn cười rất vui vẻ. Trái tim tôi vì đó mà càng ngày càng trở nên vui vẻ. Tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và yêu thương gia đình mình hơn. Và tất nhiên, gia đình khi tôi nói đến ở đây chắc chắn là có mẹ nè, thằng em nè, và cả gia đình của câu lạc bộ 37 đội sinh viên nữa. 1, 2, 3. Hôm nay là ngày phát thanh và tặng âm nhạc của câu lạc bộ 37 đồ rồi đó. Định mệnh cho chúng tôi gặp nhau, trở thành bạn bè. Thật tuyệt vời như một phép lạ. Những người quá đổi xa lạ đến thế lại có thể vui những niềm vui chung. Cùng nhau đón cái tương lai mênh mông phía trước. Có bạn bè, có gia đình luôn dõi theo. Và có thể có một điều đặc biệt khác nữa. Cùng nhau đón ánh nắng trên tháp A, một người đã